Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn bàn ghế cho quán cà phê. Thì ở đây các bạn có thể mình chọn ghế nhựa cà phê cao cấp như sau. Thì ghế nhựa thì gồm có chất liệu nhựa cao cấp composite, thì được cái là nó chống trầy xước nè, bám màu giúp bạn dễ lau chùi và lau dọn. Cái thứ hai là mình sẽ chọn ghế gỗ. Thì ghế gỗ này được làm từ gỗ cao su tự nhiên và thiết kế kiểu dáng thanh lịch, nhẹ nhàng và tinh tế cho quán cà phê. Ghế gỗ bọc nệm tựa lưng thì mẫu ghế này không chỉ mang nét sang trọng hiện đại mà nó còn là mang lại cảm giác thoải mái, thích thú cho người ngồi. Với chất liệu nệm cao cấp đảm bảo trong suốt quá trình sử dụng không bị bong, xẹp hay nổi da. Ghế bọc nệm tựa lưng thì mẫu ghế này chắc chắn đem đến cho người ngồi có cảm giác là êm ái, thoải mái khi sử dụng. Thì quán cà phê của bạn cũng trông hiện đại trẻ trung hơn với mẫu thiết kế bọc nệm tựa lưng này. Rồi còn ghế sắt quán cà phê được cái là độ bền cao, chịu nhiệt tốt. Rồi ghế may quán cà phê thì độ đàn hồi, co giãn tốt, bắt người ngồi, dễ sử dụng. Nó sẽ một là gọi rất là đẹp và êm ái cho quán cà phê. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.